coi mình như tấm lá chắn từ xa che chở cộng đồng khỏi COVID-19. Những cán bộ y tế, chiến sĩ công an miệt mài trực chốt, khai báo y tế cho dân để những chuyến xe trở về không mang theo virus gây dịch. Gần nửa tháng qua, họ luôn chịu đựng cái nắng đổ lửa mùa hè với mong muốn những tài xế hợp tác để việc kiểm soát diễn ra tiện lợi và nhanh chóng. Cửa ô Hòa Phước là chốt trọng điểm đón đầu các phương tiện từ phía Nam vào thành phố. Để thuận tiện, chốt phân thành hai luồng, một bên dành cho người đã khai báo y tế online, chỉ cần quét mã vạch, và lối bên cạnh dành cho trường hợp chưa khai báo y tế. Tại mỗi chốt, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí điều tiết, phân luồng từ xa. Mỗi lượt như vậy sẽ có từ 5 đến 10 phương tiện được di chuyển vào khai báo y tế. Anh mất khoảng cỡ nửa tiếng, và nói chung là khai báo được tương đối đơn giản, và mình cảm giác mình an toàn hơn, mình đi ra đi vào an toàn hơn. Nhờ có khai báo online đây, thời gian vô đây thì cũng nhanh thôi. Thực tế ghi nhận tại một số thời điểm có xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, nguyên nhân là do các tài xế và hành khách không thực hiện khai báo y tế online trước đó, đến chốt mới bắt đầu thực hiện nên mất rất nhiều thời gian. Nhiều phương tiện phải xếp hàng đợi chờ hàng giờ mới có thể thông chốt. Nếu mà để cho dừng mà lâu quá là tài xế họ sẽ xuống xe hỏi, nên là bộ phận hướng dẫn là phòng đã hướng dẫn một cái mã vạch là đem vào để phía trước. Nếu mà đông quá là tài xế tự xuống đó dùng điện thoại thông minh để là khai báo trước. Khi đó là khi nào qua chốt là chỉ cần tài xế chỉ cầm điện thoại thông minh đó và chạy vào bộ phận y tế. Như thế nó giảm bớt cái lượng này, cho giảm bớt quá tải cho bộ phận y tế là khi nhập tập trung đông người. Cuộc chiến với COVID-19 còn nhiều gian nan thách thức. Vì vậy mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch, thực hiện tốt biện pháp 5K của Bộ Y tế và phối hợp chặt chẽ với lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt, nhất là thực hiện khai báo điện tử trước khi vào ra thành phố để việc kiểm tra nhanh chóng, không ùn tắc, tránh làm mất thời gian của cả người dân và lực lượng chức năng.